Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Kính thưa quý vị, hiện nay hình thành một giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12 đến 14 độ vĩ Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên trong ngày và đêm nay ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Hiện nay ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to và một số nơi có lượng mưa lớn như Ba La 2, Hòa Bình 73,2 mm, Phú Đô, Thái Nguyên 84 mm, Minh Quang, Vĩnh Phúc 136 mm, Thượng Hà 2, Cao Bằng 120,4 mm, Hoài Đức, Hà Nội 80 mm, Kỳ Tân 1, Thanh Hóa 110 mm, Nam Sơn 1, Nghệ An 80 mm, Hà Bằng, Phú Yên 73 mm, Long Thành, Đồng Nai 130 mm, Mỹ Xuân, Vũng Tàu 120 mm, Liên Minh Xuân 1, Thành phố Hồ Chí Minh 74 mm. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm, và mưa dông tập trung vào chiều và tối. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động từ 40 đến 60 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to và mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp. Cảnh báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro do mưa lớn, lốc, sét cấp 1. Kính thưa quý vị thân mến, hiện nay qua theo dõi sát sao trên một số thiết bị theo dõi dự báo nhiệt đới quốc tế, trong những giờ vừa qua, chúng tôi tiếp tục thu thập được những dữ liệu phân tích từ một số cơ quan khí tượng thế giới về quá trình hình thành và phát triển mạnh lên thành bão của một vùng áp thấp trên khu vực Thái Bình Dương, có hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng về khu vực Biển Đông của nước ta, với vị trí đo được ở tọa độ 12,20 độ vĩ Bắc, 135,45 độ Kinh Đông. Mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đang có xu hướng tiếp tục hoạt động mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,54 độ vĩ Bắc, 138,12 độ Kinh Đông với sức gió đo được tính từ tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 5, cấp 6, khoảng từ 40 đến 60 km/giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc hướng về khu vực Biển Đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đang có những dấu hiệu hoạt động mạnh dần lên thành bão. Dự báo trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, cơn bão di chuyển chậm và hầu như ít di chuyển và mạnh lên nhanh chóng với vị trí đo được ở tọa độ 16,51 độ vĩ Bắc, 136,30 độ Kinh Đông với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, khoảng từ 80 đến 100 km/giờ, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 150 km tính từ tâm bão, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và tiếp tục mạnh lên trong những giờ tiếp theo. Dự báo trong khoảng 72 đến 96 giờ tiếp theo, cơn bão hầu như ít di chuyển và tiếp tục mạnh lên và cấp thang gió đạt gần cấp 5, khoảng 140 km/giờ, vùng gần tâm bão gần 190 km/giờ,
Lúc này, một số cơ quan khí tượng thế giới cho rằng lý do mà cơn bão hầu như ít di chuyển là để gia tăng cường độ hoạt động khi đi vào khu vực biển ấm và có khả năng cơn bão này sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc tiến về khu vực của Nhật Bản. Nhưng đó chỉ là những nhận định hiện tại mà các chuyên gia khí tượng đưa ra ngay lúc này, vì sau khi cơn bão di chuyển về khu vực có nhiệt độ cao, cơn bão sẽ ít di chuyển và nhanh chóng gia tăng về cường độ hoạt động và có thể trở thành một siêu bão tiếp theo hoạt động trên khu vực Thái Bình Dương trong năm nay. Kính thưa quý vị, trước sự xuất hiện của siêu bão Mawa trong những ngày vừa qua đã làm ảnh hưởng tới một số quốc gia như Philippines, Đài Loan, Trung Quốc và sau đó là Nhật Bản, đã cho chúng ta thấy những mối nguy hại vô cùng lớn của những cơn bão nhiệt đới khó dự đoán, kể cả về quỹ đạo cũng như cường độ hoạt động. Trong khi sự hoạt động rất mạnh của một cơn bão trên khu vực Thái Bình Dương, các chuyên gia khí tượng dự báo sẽ tiếp tục có một cơn bão được hình thành ngay trên khu vực Biển Đông của nước ta và trở thành cơn bão số 1, cơn bão đầu tiên của năm 2023 hoạt động trên khu vực Biển Đông. Chính vì vậy, chúng tôi xin ra khuyến cáo với toàn thể bà con ngư dân đang sinh sống tại một số khu vực ven biển, cũng như quý vị đang theo dõi truyền hình, hãy đề cao cảnh giác và thường xuyên theo dõi cũng như cập nhật những thông tin dự báo thời tiết hàng ngày với các bản tin cảnh báo nguy hiểm về sự xuất hiện của những cơn bão nhiệt đới. Sau đây là bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời gian 10 ngày tới. Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới. Ở Bắc Bộ, chiều tối và đêm đến sáng sớm sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng ở khu vực vùng núi và Trung Du sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa to đến rất to, ngày có nắng gián đoạn. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm ngày mai đến ngày 15. Khu vực Bắc Bộ và đêm ngày mai đến ngày thứ Năm sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Mưa lớn tập trung vào thời gian từ chiều tối và đêm. Từ đêm ngày thứ Năm đến ngày 14 sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Trung Bộ từ đêm ngày mai đến ngày 14 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng ở khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng ở vùng núi có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng trong chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ,
nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!